Luận Ai xứng danh anh hùng là bộ phim kiếm hiệp được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Luận Anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Phim hứa hẹn mang tính kiếm hiệp giang hồ đúng nghĩa như những bộ thời kỳ trước như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bác Bộ, vân vân. Phim là câu chuyện xoay quanh cậu thiếu niên tốt bụng Vương Tiểu Thạch. Trong một lần xuống núi ngao du, Vương Tiểu Thạch có cơ duyên gặp gỡ cùng Bạch Sầu Phi, Ôn Nhu Tô, Mộng Trầm, Lôi Thuần. Sau đó kết nghĩa huynh đệ trọn đời cùng với những người bạn mới. Tại Phong Vân Tế Hội, nơi được mệnh danh là kinh thành trong giang hồ, bắt đầu xảy ra những câu chuyện về nhóm thiếu niên ngốc nghếch, dần trở thành những anh hùng trong giới những anh hùng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Tăng Thuấn Hy trong vai Vương Tiểu Thạch, Dương Siêu Việt trong vai Ôn Nhu, Lưu Vũ Ninh trong vai Bạch Sầu Phi, Mạnh Tử Nghĩa trong vai Lôi Thuần, cùng một số diễn viên khác. Phim khởi chiếu ngày 23 tháng 5 năm 2022 trên Web TV vào lúc 19 giờ. Trọn bộ có 38 tập. Lịch chiếu phim cụ thể như sau. Tài khoản thành viên sẽ cập nhật 2 tập mỗi tối thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần. Ngày đầu công chiếu phát 8 tập. Tài khoản không phải là thành viên sẽ cập nhật 1 tập mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Ngày đầu công chiếu phát 2 tập.